Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 13. Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-sê rằng: Trong vòng dân Israel, bất luận người hay vật, hãy vì ta biệt riêng ránh mọi con đầu lòng, bởi con đầu lòng thuộc về ta. Mô-sê nói cùng dân sự rằng: Hãy kỷ niệm ngày này, vì là ngày Đức Giê-hô-va dùng tay quyền năng rút ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, tức khỏi nhà nô lệ, nên chớ ai ăn bánh có men. Ngày nay nhằm tháng lúa đổ, các ngươi ra đi. Vậy khi nào Đức Giê-hô-va đưa ngươi vào bờ cõi xứ dân Canaan, dân Hê-tít, dân Am-mu, dân Hê-vít và dân Chít rồi, là một xứ đượm sữa và mật, và là xứ Ngài đã thề cùng tổ phụ sẽ ban cho ngươi, thì đến trong tháng này hãy giữ lễ thánh đó. Trong 7 ngày bánh không men, đến ngày thứ 7 sẽ có lễ kính Đức Giê-hô-va. Phải ăn bánh không men trong 7 ngày. Khắp cả địa hạt ngươi sẽ không thánh có men hoặc men tại nơi ngươi nữa. Trong ngày đó hãy giải nghĩa cho con trai ngươi rằng: Ấy vì việc Đức Giê-hô-va làm cho ta khi ta ra xứ Ê-díp-tô. Điều đó sẽ là một dấu hiệu nơi tay, là một kỷ niệm ghi nơi trán ở giữa cặp mắt ngươi, hầu cho luật pháp của Đức Giê-hô-va ở nơi miệng ngươi. Vì Đức Giê-hô-va đã dùng tay quyền năng rút ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô. Hàng năm đến kỳ, ngươi phải giữ lễ này. Khi Đức Giê-hô-va đã đưa ngươi vào bờ cõi xứ Ca-na-an như Ngài đã thề cùng ngươi, tổ phụ ngươi, khi Ngài đã ban xứ đó cho rồi, thì hãy dâng cho Đức Giê-hô-va những con trưởng cùng cả con đầu lòng đực của súc vật ngươi, vì chúng nó đều sẽ thuộc về Đức Giê-hô-va. Nhưng mỗi lừa đầu lòng, ngươi phải bắt chiên con hay là dê con mà chuộc, bằng không ngươi hãy vặt cổ nó. Ngươi cũng chuộc mọi trưởng nam trong vòng tay ngươi. Vả một mai con trai rằng: Điều đó có ý chi? Thì hãy đáp rằng: Ấy vì cớ Đức Giê-hô-va đã dùng tay quyền năng rút chúng ta ra khỏi xứ Ê-díp-tô, tức là nhà nô lệ. Và khi Pha-ra-ôn cứng lòng không tha chúng ta đi, Ngài bèn giết hết các con trong xứ đó, từ trưởng nam người ta cho đến con đầu lòng súc vật. Vì cớ đó, ta dâng tế cho Đức Giê-hô-va mọi con đực sinh đầu lòng, và ta chuộc con trưởng nam trong vòng con trai ta. Ấy sẽ là một dấu hiệu nơi tay ngươi và ấn chí nơi trán giữa cặp mắt ngươi, nhắc cho nhớ rằng Đức Giê-hô-va đã dùng tay quyền năng rút chúng ta ra khỏi xứ Ê-díp-tô. Và khi Pha-ra-ôn dân Israel đi, Đức Chúa không dẫn dân ấy đi theo đường về xứ Philistin là đường gần hơn hết, vì Ngài nói rằng: Em đi dân thấy trận mạc, lòng trở về xứ Ê-díp-tô chăng? Cho nên trời dẫn chúng đi vòng theo đường đồng vắng về hướng biển đỏ. Dân Israel cùng khí giới ra khỏi xứ Ê-díp-tô. Môi-se dời hài cốt Giô-sép theo mình, vì Giô-sép có bắt dân Israel thề quyết rằng: Chắc Đức Chúa Trời sẽ viếng các ngươi, hãy dời hài cốt ta theo các ngươi khỏi đây. Và chúng khỏi Su-cốt, đóng trại tại Ê-tam ở cuối đồng vắng. Đức Giê-hô-va đi trước dân sự, ban ngày ở trong một trụ mây để dẫn đi, ban đêm trụ lửa để soi sáng cho chúng, hầu cho được đi luôn ngày và đêm. Ban ngày trụ mây chẳng bao giờ cách xa dân sự, trụ lửa ban đêm cũng vậy. Chương 14. Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-sê rằng: Hãy truyền cho dân Israel trở lại đóng trại tại trước Phi-ha-hi-rốt ngang Ba-anh-sê-phô, giữa khoảng Mít-đôn và biển. Các ngươi hãy đóng trại đối diện nơi này gần biển. Chắc Pha-ra-ôn sẽ nói về dân Israel rằng: Dân đó lạc đường bị khốn đồng vắng rồi. Sẽ làm cho Pha-ra-ôn cứng lòng, người sẽ đuổi theo dân đó. Nhưng ta sẽ vì Pha-ra-ôn
và cả toán binh được rạng danh. Người Ai Cập sẽ biết ta là Jehovah. Dân Israel bèn làm như vậy. Vả báo cùng vua Ai Cập rằng Hebrew đã trốn đi rồi. Lòng Pharaoh và quần thần cùng dân đó bèn thay đổi, nói rằng: chúng ta đã làm chi vậy? Tha dân Israel đi để khỏi ta nữa sao? Pharaoh bèn thắng xe đem dân mình theo. Người đem 600 xe thượng hạng và hết thảy xe trong xứ Ai Cập, trên mỗi xe đều có chiến binh cả. Đức Giê-hô-va làm cho Pharaoh vua xứ Ai Cập cứng lòng theo dân Israel, nhưng dân đã ra đi một cách giản dị. Người Ai Cập và cả ngựa xe, lính kỵ cùng toán binh của Pharaoh đều đuổi theo dân Israel, gặp đang đóng đồn nơi bờ biển gần Phi-ha-hi-rốt ngăn ba anh Sê-phôn. Vả khi Pharaoh dân Israel ngước mắt thấy dân Ai Cập đuổi theo, bèn lấy làm hãi hùng, kêu vang Đức Giê-hô-va. Cũng lại nói cùng Môi-se rằng: Ai Cập há chẳng có nơi một nên nổi người mới dẫn chúng tôi vào đồng vắng đặng chết sao? Người đưa chúng tôi ra xứ Ai Cập để làm chi? Chúng tôi há chẳng có nói cùng người tại xứ Ai Cập rằng: để mặc chúng tôi phục dịch dân Ai Cập, vì thà rằng phục dịch họ còn hơn phải chết nơi đồng vắng. Môi-se cùng dân sự rằng: chớ sợ chi, hãy ở đó, ngày nay xem sự giải cứu Đức Giê-hô-va sẽ làm cho các ngươi. Vì người Ai Cập mà các ngươi ngó thấy ngày nay thì chẳng bao giờ ngó thấy nữa. Giê-hô-va sẽ chiến cự cho, còn các ngươi cứ yên lặng. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: sao ngươi kêu vang ta? Hãy bảo dân Israel đi. Còn ngươi gậy lên, đưa tay trên biển, phân rẽ nước ra, thì dân Israel sẽ xuống biển đi như trên đất cạn. Còn ta sẽ làm cho dân Ai Cập cứng lòng theo dân Israel xuống biển, rồi ta sẽ được rạng vì Pharaoh, cả binh xa và lũ người. Khi nào được rạng danh vì Pharaoh, binh xa cùng lính kỵ người, thì người Ai Cập sẽ rõ ràng ta là Đức Giê-hô-va. Thiên sứ Đức Chúa Trời đã đi trước trại quân của dân Israel đi sau, còn trụ mây vốn đi trước trại quân ở về sau. Trụ mây đứng về giữa khoảng trại người Ai Cập và trại dân Israel, làm áng mây tối tăm cho đằng, soi sáng ban đêm cho đằng kia, nên trọn cả đêm hai trại chẳng hề sát gần nhau được. Vả Môi-se giơ tay ra trên biển, Đức Giê-hô-va dẫn đông thổi mạnh đến đùa biển lại trọn cả đêm, lại làm cho biển bày ra khô phân rẽ. Dân ít xuống biển đi như trên đất cạn, còn nước làm tấm vách ngăn bên hữu và bên đất. Người Ai Cập đang đuổi theo, hết thảy người binh xa cùng lính kỵ của Pharaoh đều theo xuống biển. Vả canh sáng, Đức Giê-hô-va trong trụ mây và lửa nhìn ra thấy trại quân Ai Cập, bèn làm cho họ phải rối loạn. Ngài tháo bánh xe của họ, khiến dẫn dắt cực nhọc. Người Ai Cập bèn nói rằng: ta hãy trốn khỏi dân Israel đi, vì Đức Giê-hô-va thế dân đó mà chiến cùng chúng ta. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: hãy giơ tay ngươi ra trên nước, sẽ trở lấp người Ai Cập, binh xa và kỵ của chúng nó. Môi-se bèn giơ tay mình ra trên biển, lối sáng mai trở lấp phủ đáy biển lại, người Ai Cập chạy trốn nước chận. Vậy Giê-hô-va xô họ xuống giữa biển, thế thì nước lại bao phủ binh xa chính kỵ của cả đạo binh Pharaoh đã theo dân Israel xuống, chẳng còn sót lại ai. Xong dân Israel biển như trên đất cạn, làm thành vách ngăn bên hữu và bên tả. Trong ngày đó Đức Giê-hô-va giải cứu dân Israel thoát khỏi tay người Ai Cập. Dân ấy thấy người Ai Cập chết biển, dân ấy thấy việc lớn lao mà Đức Giê-hô-va đã người Ai Cập nên kính sợ Ngài, tin Ngài. Môi-se là tôi tớ. Thi Thiên thứ 22. Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi,
sao Ngài lìa bỏ tôi? Nhưng sao Ngài đứng xa không giúp đỡ tôi và chẳng nghe lời rên xiết tôi? Đức Chúa Trời tôi ơi, tôi kêu cầu ban ngày nhưng Chúa chẳng đáp lại, ban đêm cũng vậy, song tôi nào có được an nghỉ đâu. Còn Chúa là Thánh, Ngài là đấng ngự giữa sự khen ngợi của Israel. Tổ phụ chúng tôi nhờ cậy nơi Chúa, họ nhờ cậy Chúa bèn giải cứu cho, họ kêu cầu cùng Chúa và được giải cứu. Họ nhờ cậy nơi Chúa không bị hổ thẹn. Nhưng tôi là một con trùng chứ chẳng phải người đâu, là điều ô nhục của loài người và vật khinh dễ của dân sự. Hễ kẻ nào thấy tôi đều nhạo cười tôi, trề môi lắc đầu mà rằng: người phú thác mình cho Đức Giê-hô-va, Ngài khá giải cứu người, Ngài khá giải cứu người vì Ngài yêu mến người. Phải, ấy là Chúa rút tôi khỏi lòng mẹ, khiến tôi tin cậy khi nằm trên vú của mẹ tôi. Từ trong tử cung tôi đã được giao cho Chúa. Chúa là Đức Chúa Trời tôi từ khi tôi lọt lòng mẹ. Xin chớ đứng xa tôi, vì sự gian truân tôi hầu gần, chẳng có ai tiếp cứu cho. Có nhiều bò đực bao quanh tôi, những bò đực hung mạnh của Ba-san vây phủ tôi. Chúng nó há miệng ra cùng tôi, khác nào sư tử hay cắn xé và gầm hét. Tôi bị đổ ra như nước, các xương cốt tôi đều rời rã, trái tim tôi như sáp tan ra trong mình tôi. Sức lực tôi khô như miếng gốm và lưỡi tôi dính nơi ổ gà. Chúa đã để tôi nằm trong bụi tro sự chết vì những chó bao quanh tôi, một lũ hung ác vây phủ tôi. Chúng nó đâm lũng tay và chân tôi. Tôi đếm được các xương tôi. Chúng nó xem và ngó chân tôi. Chúng nó chia nhau áo sống tôi, bắt thăm về áo dài tôi. Đức Giê-hô-va ơi, chớ đứng xa tôi. Hỡi đấng cứu tiếp tôi ơi, hãy mau mau đến giúp đỡ tôi. Hãy giải cứu linh hồn tôi khỏi gươm và mạng sống tôi khỏi loài chó. Hãy cứu tôi khỏi họng sư tử, từ các sừng của trâu rừng. Chúa đã nhậm lời tôi. Tôi sẽ rao truyền danh Chúa cho anh em tôi và ngợi khen Chúa giữa hội chúng. Hỡi các người kính sợ Đức Giê-hô-va, hãy ngợi khen Ngài. Ở hết thảy dòng dõi Gia-cốp, khá tôn vinh Ngài. Hỡi hết thảy dòng dõi Israel, hãy kính sợ Ngài. Vì Ngài không khinh bỉ, chẳng gớm ghiếc sự hoạn nạn của kẻ khốn khổ, cũng không giấu mặt Ngài cùng người. Nhưng khi người kêu cầu cùng Ngài thì bèn nhậm lời. Sự ngợi khen của tôi tại giữa hội lớn do Chúa mà ra. Tôi sẽ trả xong sự hứa nguyện tôi trước mặt những kẻ kính sợ Chúa. Kẻ hiền từ sẽ ăn và được no nê. Những người tìm Đức Giê-hô-va sẽ ngợi khen Ngài. Nguyện lòng các ngươi được sống đời đời. Bốn phương thế gian sẽ nhớ và trở lại cùng Đức Giê-hô-va. Các họ hàng muôn dân sẽ thờ lại trước mặt Ngài. Vì nước thuộc về Đức Giê-hô-va, Ngài cai trị trên muôn dân. Hết thảy người giàu có thế gian cũng sẽ ăn và thờ lại. Mọi kẻ trở lại bụi đất và những kẻ không thế bảo tồn mạng sống mình sẽ quỳ xuống trước mặt Ngài. Một dòng dõi sẽ hầu việc Ngài. Người ta sẽ kể dòng dõi ấy là dòng dõi của Chúa. Dòng dõi ấy sẽ đến rao truyền sự công bình của Chúa. Thuật cho dân tộc sẽ sinh ra rằng Đức Giê-hô-va đã làm việc ấy. Chương 42. Này, đầy tớ ta đây, là kẻ ta nâng đỡ, là kẻ ta chọn lựa, là kẻ mà linh hồn ta lấy làm đẹp lòng. Ta đã đặt thần ta trên người. Người sẽ tỏ ra sự công bình cho các dân ngoại. Người sẽ chẳng kêu la, chẳng lên tiếng, chẳng để ngoài đường phố nghe tiếng mình. Người sẽ chẳng bẻ cây sậy đã dập và chẳng giục tim đèn còn hơi cháy. Người sẽ lấy lẽ thật mà tỏ ra sự công bình. Người chẳng mòn mỏi, chẳng ngã lòng cho đến chừng nào lập xong sự công bình trên đất. Các cù lao sẽ trông đợi luật pháp người. Giê-hô-va Đức Chúa Trời là đấng đã dựng nên các tầng trời và dương ra, đã trải đất với mọi sự ra bởi nó, đã ban hơi sống cho dân ở trên nó và thần linh cho mọi loài đi trên nó có phán như vậy. Ta, Đức Giê-hô-va,
đã kêu gọi ngươi trong sự công bình. Ta sẽ nắm tay ngươi và giữ lấy ngươi. Ta sẽ phó ngươi làm giao ước của dân này, làm sự sáng cho các dân ngoại, để mở mắt kẻ mù, làm cho kẻ tù ra khỏi khám, kẻ ngồi trong tối tăm ra khỏi ngục. Ta là Đức Giê-hô-va, ấy là danh ta. Ta chẳng nhường sự vinh hiển ta cho một đấng nào khác, cũng không nhường sự tôn trọng ta cho những tượng chạm. Này, những sự đầu tiên đã ứng nghiệm rồi. Nay ta lại rao cho các ngươi sự mới. Ta làm cho các ngươi biết trước khi nó nổ ra. Các ngươi là kẻ đi biển cùng mọi vật ở trong biển, các cù lao cùng dân cư nó. Hãy hát bài ca tụng mới cho Đức Giê-hô-va. Hãy từ nơi đầu cùng đất ngợi khen Ngài. Đồng vắng cùng các thành nó hãy cất tiếng lên, các làng Kê Đa ở cũng vậy. Dân cư Sê-la hãy hát, hãy kêu lên từ trên chót núi. Hãy dâng vinh hiển cho Đức Giê-hô-va và rao sự ngợi khen Chúa trong các cù lao. Đức Giê-hô-va sẽ ra như người mạnh dạn, dục lòng sốt sắng như người lính chiến, kêu la quát tháo, ra sức cự lại kẻ thù nghịch mình. Ta làm thinh đã lâu, ta đã nín lặng, ta đã cầm mình. Nhưng bây giờ ta rên la, thở hào hển như đàn bà sinh đẻ. Ta sắp phá hoang núi và đồi, làm cho cỏ cây khô héo, biến sông thành cù lao, làm cho hồ ao cạn tắc. Ta sẽ khiến kẻ mù đi trên con đường mình không thuộc, dắt họ bởi các nẻo chẳng quen. Ta sẽ đổi bóng tối trước mặt họ ra ánh sáng, nơi cong queo ra ngay thẳng. Thật, ta sẽ làm các sự đó và không lìa bỏ chúng nó đâu. Song những kẻ cậy các tượng chạm, xưng các tượng đúc rằng các ngài là thần chúng tôi, thì sẽ đều giật lùi và mang xấu hổ. Hỡi những kẻ điếc hãy nghe, còn các ngươi là kẻ mù, hãy mở mắt và thấy. Ai là mù, há chẳng phải đầy tớ ta sao? Ai là điếc như sứ giả mà ta đã sai đi? Ai là mù như kẻ đã hòa thuận cùng ta? Ai là mù như đầy tớ của Đức Giê-hô-va? Ngươi thấy nhiều sự mà không giữ chi hết, người vẫn có lỗ tai ngõ mà không nghe chi hết. Đức Giê-hô-va vui lòng vì sự công bình mình, làm cho luật pháp cả sáng và tôn trọng. Nhưng ấy là một dân bị cướp, bị giật, hết thảy đều bị mắc lưới trong hang và giam trong ngục. Chúng nó làm của cướp mà chẳng ai giải cứu, làm mồi mà chẳng ai nói rằng hãy trả lại. Trong vòng các ngươi, ai là kẻ lắng tai nghe điều này? Ai để ý đến và nghe sự xảy có về sau? Ai đã phó Gia-cốp cho sự cướp bóc và Israel cho quân trộm cướp? Há chẳng phải Đức Giê-hô-va là đấng mà chúng ta phạm tội nghịch cùng? Đường lối Ngài chúng nó chẳng noi theo, luật pháp Ngài chúng nó chẳng vâng giữ. Cho nên Chúa đã trút cơn thạnh nộ và sự chiến tranh dữ dội trên nó. Lửa đốt tứ bề mà nó không biết, lửa thiêu cháy nó mà cũng chẳng lấy làm lo. Chương 43. Bây giờ hỡi Gia-cốp, Đức Giê-hô-va là đấng đã dựng nên ngươi. Hỡi Israel, Ngài là đấng đã tạo thành ngươi phán như vậy. Đừng sợ, vì ta đã chuộc ngươi. Ta đã lấy tên ngươi gọi ngươi. Ngươi thuộc về ta. Khi ngươi vượt qua các dòng nước, ta sẽ ở cùng. Khi ngươi lội qua sông, sẽ chẳng che lấp. Khi ngươi bước qua lửa, sẽ chẳng bị cháy. Ngọn lửa chẳng đốt ngươi. Vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, đấng thánh của Israel, cứu Chúa ngươi. Ta ban Ai Cập làm giá chuộc ngươi, Ethiopia và Sheba làm của thay ngươi. Vì ta đã coi ngươi là quý báu, đáng chuộng và ta đã yêu ngươi, nên ta sẽ ban những người thế ngươi và các dân tộc thay mạng sống ngươi. Đừng sợ vì ta ở cùng ngươi. Ta sẽ khiến dòng dõi ngươi đến từ phương đông và nhóm họp ngươi từ phương tây. Ta sẽ bảo phương bắc rằng hãy buông ra và bảo phương nam rằng chớ cầm lại làm chi. Hãy đem các con trai ta về từ nơi xa, đem các con gái ta về từ nơi đầu cùng đất, tức là những kẻ xưng bằng tên ta. Ta đã dựng nên họ vì vinh quang ta. Ta đã tạo thành
và đã làm nên họ. Hãy đem dân này ra là dân có mắt mà đuôi và những kẻ có tai mà điếc. Các nước hãy nhóm lại, các dân tộc hãy hiệp lại. Trong vòng họ ai có thể rao truyền sự này và tỏ cho chúng ta những sự từ trước? Họ hãy dẫn người làm chứng hầu cho mình được xưng công bình và cho người ta nghe mà nói rằng ấy là thật. Đức Giê-hô-va phán: Các ngươi là kẻ làm chứng ta và là đầy tớ ta đã chọn, hầu cho các ngươi được biết và tin ta và hiểu rằng ta là Chúa. Chẳng có Đức Chúa Trời nào tạo thành trước ta và cũng chẳng có sau ta nữa. Ấy chính ta là Đức Giê-hô-va. Ngoài ta không có cứu Chúa nào khác. Ấy chính ta là đấng đã rao truyền, đã giải cứu và đã chỉ bảo. Chẳng có thần nào lạ giữa các ngươi. Đức Giê-hô-va phán: Các ngươi đều là người làm chứng và ta là Đức Chúa Trời. Thật, từ khi có Ngài, ta đã là Đức Chúa Trời. Chẳng ai có thể giải cứu khỏi tay ta. Ta làm ra, ai ngăn cấm ta được? Đức Giê-hô-va, đấng cứu chuộc các ngươi, đấng thánh của Israel phán như vậy: Vì cớ các ngươi, ta đã sai đến Babylon, khiến chúng nó, tức là người canh đê, như là người chạy trốn, xuống các tàu mình đã lấy làm vui mừng. Ta, Đức Giê-hô-va, là đấng thánh của các ngươi, đấng tạo thành Israel, tức vua các ngươi. Đức Giê-hô-va là đấng đã mở lối trong biển và đường vượt qua dòng nước mạnh, khiến xe, ngựa, cơ binh và lính mạnh nhóm lại. Thảy đều nằm cả tại đó, sẽ không dậy nữa, bị ngột và tắt đi như tim đèn. Phán như vậy: Đừng nhớ lại sự đã qua và chớ nghĩ đến sự đời trước. Này, ta sắp làm một việc mới, việc này sẽ hiện ra ngay, các ngươi há chẳng biết sao? Ấy là ta sẽ vạch một con đường trong đồng vắng và khiến những sông chảy trong nơi sa mạc. Những thú đồng với muôn rừng và chim đà sẽ tôn vinh ta, vì ta đặt các dòng nước trong đồng vắng và các sông trong sa mạc, đặng cho dân ta đã chọn được uống. Ta đã làm nên dân này cho ta, nó sẽ hát khen ngợi ta. Song hỡi Gia-cốp, ngươi chẳng từng kêu cầu ta. Hỡi Israel, ngươi đã chán ta. Ngươi chẳng dùng chiên làm của lễ thiêu dâng cho ta, chẳng dùng hy sinh tôn kính ta. Ta chẳng làm phiền ngươi mà khiến dâng lễ vật, cũng chẳng làm nhọc ngươi mà khiến đốt hương. Ngươi chẳng lấy tiền mua xương bồ cho ta và chẳng lấy mỡ của hy sinh làm cho ta no, nhưng lại lấy tội lỗi mình làm cho ta phiền, lấy sự gian ác làm cho ta nhọc. Ấy chính ta là đấng vì mình ta mà xóa sự phạm tội ngươi. Ta sẽ không nhớ đến tội lỗi ngươi nữa. Hãy nhắc lại cho ta nhớ. Chúng ta hãy biện luận cùng nhau, hãy luận lẽ đi, hầu cho ngươi được xưng công bình. Thủy tổ ngươi đã phạm tội, các thầy giáo ngươi lại phạm phép nghịch cùng ta. Vậy nên ta làm nhục các quan trưởng của nơi thánh. Ta sẽ bắt Gia-cốp làm sự rủa sả và Israel làm sự dèm chê. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dậy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dậy trên con.
con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.